Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thu Hiền Nguyễn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người hàng thật, hàng giả của kem chống nắng La Roche Posay nha. Cái loại này thì cũng đang rất là hot luôn và được rất là nhiều người tin tưởng về cái sản phẩm kem chống nắng này. Tuy nhiên thì cái hàng nào cũng vậy, nó hot thì nó sẽ có hàng giả và hàng thật ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người hàng thật, hàng giả. Thì video này mình nghĩ là một cái video cũng rất là dễ phân biệt ha, tại vì hàng thật hàng giả là cái sản phẩm này nhìn như vậy nhưng mà rất là dễ phân biệt ha. Bên tay phải của mình là hàng thật nè mọi người, và bên tay trái là hàng giả. Thì hàng hàng giả thì nhìn nó hơi cũ hơn ha mọi người, tại vì cái hàng giả này là mình đã mua rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới lên clip á, mình quăng cái nó dơ á mọi người đó, chứ hồi mới mua thì nó cũng mới dữ lắm nha đó, chứ không phải hàng giả là nhìn thấy ghê gì không có nha mọi người, hàng giả nhưng mà mua về hàng vẫn rất là mới luôn. Và nhìn thật ra thì nếu mà ai chưa mua rồi thì sẽ rất là khó phân biệt được. Với lại cái kem chống nắng La Roche Posay này nó rất là mắc tiền, 300 mấy ngàn một tiếp, mà bây giờ mấy bạn mua mà hàng giả một cái là tức mà chết đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô phân biệt hàng thật hàng giả ha. Bên tay phải mình là hàng thật nè, đây hàng thật mọi người thấy không, đẹp đẽ sạch sẽ đó, còn hàng giả nè đó. Thì bây giờ thì mình sẽ nhìn chung nè ha, nhìn chung hai sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy là rất là dễ phân biệt. Hàng thật á, thì mọi người xem từ trên xuống dưới trước nha. Thứ nhất là về cái hình mà cam cam nhìn nè, hàng thật thì người ta sẽ rõ ràng và nó hơi dài xíu ha đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần này, cái phần này thì hàng thật thì có cái chữ Innovation nè đó, còn bên hàng giả thì không có ha. Nói chung hàng thật là ở đây là nguyên cái chữ ở đây, rất là nhiều nội dung trong đây luôn, rồi UV Mune 400 đó, còn bên hàng hàng giả thì chỉ có 50 cộng thôi ha. Nhìn ở đây thì nó rất là thiếu sót, in thiếu sót ha. Rồi về phía phần bên đây hàng thật thì mọi người sẽ thấy là cái UVB cộng UVA rồi anti oxy đen gì nè đó, còn hàng giả thì có ghi là BA 4 cộng ở trên nữa đó. Nói chung là hai cái phần này là rất là dễ phân biệt ha, hàng thật thì nó nhiều nội dung ở đây ha. Rồi rồi một cái nữa là cái kích thước phông chữ á mọi người, thì mọi người sẽ thấy hàng hàng thật á thì cái kích thước phông chữ nó sẽ nhỏ hơn một xíu nè, còn hàng giả phông chữ nó rất là nhiều nè, và nội dung trên cái chữ, cái phần chữ này nè, hàng giả và hàng thật nó khác nhau luôn nè đó. Hàng giả nội dung ở đây nó ghi khác nữa nè mọi người, còn hàng thật nội dung ghi khác nhau nữa nè đó. Rồi thêm cái phần này, hàng giả là có cái này, còn hàng thật là bên đây người ta có vậy ha đó. Rồi ở trên đây á, thì cũng khá là giống nhau ha mọi người ha đó. Ở dưới đấy nè, ở dưới đấy á, thì hàng thật á, người ta sẽ in là cái đáp ở đây ha, ở đây có cái chữ là lót nữa nè, còn bên hàng hàng giả không có nè ha. Rồi hàng thật không có cái series gì ở đây nha, mà hàng giả có nha mọi người đó. Rồi bên hông nè, bên đọc bên hông nè mọi người, đây bên hông nè, hàng thật thì có cái nội dung này nè, có cái này ha, còn hàng giả thì không có đó. Còn hàng giả có cái này, có chữ A L C L nguyên cái khúc này, còn hàng hàng thật thì không có đây nha. Hàng thật thì có nhưng mà cái chữ tút ở ngoài đây đó. Rồi hàng thật là có cái hình logo là 12M, rồi cái hình cái nắp ở đây, còn hàng giả là lại có thêm cái mũi tên này nữa, hình tròn mũi tên nè đó. Nếu mà nhìn kỹ thì khác nhau ha.
đó. Rồi sau lưa sau sau lưng sản phẩm này nha. Sau lưng sản phẩm là nè, hàng là nó có còn cả là nó vậy luôn. Cái hình ở đầu với nó giống nhau, hai cái giống nhau luôn. Mặt trên mặt dưới rồi. Thật của mặt trên. Có cái này, có logo này, có cái chữ bên đây, còn giả là có chữ nhưng mà khác cái chữ nữa, khác nội dung nữa. Rồi bên đây không có logo luôn. Hai cái giống nhau không mọi người ha. Thì hàng thật thì chữ ở đây Antelope đó. Tự nhiên có này, đây hàng giả có cái chữ gì đây nữa, bên này nha. Cái người ta có những cái 50W rồi cái hạn sử dụng đồ ở đây nè. Là hình tròn luôn nè. Cắn thử nha, cái chắc thử nha. Mình mở ra. Đó, nè, mình test hàng hàng giả trước đây nha. Đó, trời lỏng le luôn mọi người. Chế ra nó lỏng dữ rồi. Hàng giả nghe hàng thật nha. Trời. Cái này cũng lỏng, chắc lỏng mà mọi người. Đó, hàng hàng thật á thì nó hơi trắng nhưng mà hơi ngà ngà. Nè. Còn hàng giả nè, bôi là nó mất tiêu kem luôn. Còn hàng thật nè, bôi lên là nó sẽ mướt cái trên cái da của mình ha. Nè, mướt. Còn cái hàng hàng giả là bôi là nó mất tiêu luôn nè. Còn hàng thật là có độ mướt trên da ha. Đó, thì hàng thật có chất là hơi trắng, hơi ngà ngà nha mọi người nha. Hàng giả là trắng tinh nè. Đó, rồi. Video hôm nay ngắn gọn vậy thôi, mọi người thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ mua hàng giả này kia rồi mình về phân biệt cho mọi người xem. Rồi bye bye mọi người.